Mẹ lâu rồi á mẹ mới lên đây chơi với tụi con, hôm nay á ở lại ăn cơm với tụi con luôn nha. Này con gái của mẹ chiêu đãi mẹ cái gì đây? À, chắc lên đây á thẩm thục gì với con gái của mình nữa nè. Được rồi. À, chị dạo này bộ chị rảnh lắm hả? Hôm nay lại lên chơi nữa hả? Dạ. Chị ngon thôi chị. À Giang nè, mẹ để đồ ở đây nha, một tí nữa mình đi tắm. Con nhớ đừng có dọn đồ của mẹ nha. Giang nè. Thôi chị ngồi đi chơi nha, tôi lên lầu có chút việc. Dạ. Ủa mẹ ơi, à, con nghe là hồi đợt là cái miếng đất nhà mình á được người ta đền bù 300 lần hả mẹ? Ừ, tới 300 lần đó mà mẹ không có xài cái số tiền đó, mẹ định cho con để làm vốn làm ăn á. À, nhưng mà mẹ thấy mẹ chồng của con đối xử với con hình như không có tốt á, thì chắc mẹ phải suy nghĩ lại đó con. Ủa sao vậy mẹ? Ờ thì chừng nào mà mẹ chồng con đối xử tốt với con đi thì mẹ cho hết cho con, mẹ không cần phải suy nghĩ đâu con. 300. Thôi vì 300 triệu này á, mình nhịn nó một tí đi, cũng đâu có đâu. 300. Thôi vì 300 triệu này á, mình nhịn nó một tí đi, cũng đâu có đâu. Ngon quá. Vậy để con dọn. Ê, con làm gì vậy? À, dạ con dọn chén đi rửa mẹ. Thôi không có cần, con cứ ngồi nói chuyện chơi với mẹ con, để nó cho mẹ làm. Mẹ tu ba kiếp lắm á, mới có con á làm con dâu của mẹ. Mà đem ngày mẹ cầu trời thử Phật cảm ơn tổ tiên á đã cho con á làm dâu cái nhà này. Ơi ơi, con đi đâu vậy? À còn đống đồ trong nhà tắm á, để con đi con giặt luôn. Cái này là cái gì? À, dạ đôi bàn tay. Thì đôi bàn tay, nhưng mà đôi bàn tay của con á là đôi bàn tay không có bình thường. Cái đôi bàn tay này của mẹ nè là đôi bàn tay chuyên giặt quần áo. Con cứ để đó cho mẹ làm, con cứ ngồi nói chuyện với mẹ con chơi đi ha. Dạ cảm ơn mẹ nha. Ừ. À tôi xin phép chị nha. À mà chị cũng mới lên chơi, thôi chị ở lại chơi với vợ chồng gia đình của Giang vài hôm nữa nha chị. Chị đừng có về sớm, chị mà về á tôi buồn lắm đó. À, vậy hả chị? Vậy xin phép chị tôi ở đây chơi thêm vài tuần nữa nha. Chắc không có phiền gì đâu chị ha. Không, không có phiền đâu. Chị cứ ở lại chơi nha. Dạ, vậy nha chị. Dạ. À, mệt quá. Ủa chị xui, mệt lắm hả chị? Mấy bữa nay tôi làm công chuyện nhà nhiều quá, nó mệt quá chị ơi. Thế thường chị gì đâu. À chị, mà tôi nghe nói cái miếng đất dưới quê chị á, chị bán được chưa? Với lại nghe nói chuyện đền bù gì đó, có đền bù chưa chị? À cái vụ miếng đất đó hả chị? Trời ơi tôi bán lâu rồi mà tôi quên mất. À thôi để tôi gửi cho chị chút quà nha. Chị chờ tôi xíu nè. Tôi chuyển cho chị rồi đó. Thôi tôi ngại quá. À tôi cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều lắm. Ủa sao là 300.000 mà không phải là 300 triệu hả chị? 300 triệu gì chị, có 300.000 thôi à. Chị biết sao không? Cái miếng đất nó nhỏ xíu như cái lỗ mũi của người ta, mà nhà nước á, người ta lấy người ta làm đường, cho nên người ta đền bù có nhiêu đó thôi đó chị. Bộ chị nói giỡn với tôi đó hả? Tôi giỡn gì chị? Tôi có nói 300 triệu hồi nào đâu, tôi chỉ nói 300 thôi à. Tại chị không chịu hỏi tôi. Sao lại là tại tôi? Thì tại chị đó, chị phải hỏi tôi chứ. Nhưng mà bây giờ á, tôi cũng đã gửi hết cho chị rồi đó. Có 300 ngàn tôi gửi hết rồi, chị còn muốn gì nữa? À, vui hay chị ha.
暂时别趴下，有泪不轻易的擦，就算前方坎坷，狂风暴雨。